Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Vương Tử Kỳ sinh ngày 25 tháng 2 năm 1996. Sinh ra tại Hồ Châu, Chiết Giang. Chiều cao 1m81. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2017, Vương Tử Kỳ ra mắt khán giả với tư cách là một diễn viên khi tham gia vào đoàn phim Hạnh Phúc Gần Trong Tầm Tay với vai nam chính đóng cùng nữ chính Trần Ý Hàm. Ngay trong vai diễn đầu tiên đã nhận được vai nam chính, lại có cơ hội diễn cùng nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy vậy, tên tuổi của Vương Tử Kỳ lại không may mắn một bước vụt sáng thành ngôi sao nổi tiếng như một số nghệ sĩ. Sau vai nam chính không mang lại thành công như kỳ vọng, Vương Tử Kỳ thử trải nghiệm với tạo hình cổ trang, tiến vào đoàn phim Cửu Châu Thiên Không Thành Hai. Phim với sự tham gia của Từ Chính Khê và Vương Ngọc Văn đã phát sóng vào đầu năm 2020. Sau 3 năm tiến vào nhiều đoàn phim nhưng chưa có được may mắn, thì vào năm 2021 với hai vai nam chính, Vương Tử Kỳ đã vụt sáng trở thành gương mặt nam thần mới của nền giải trí Hoa ngữ. Với hai bộ phim thu về lượt xem khủng là Ngự Tứ Tiểu Ngộ Tác và Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân. Vương Tử Kỳ vào vai nam chính An Quân Vương Tiêu Cẩn Du, phối hợp cực ăn ý cùng nữ diễn viên trẻ Tô Hiểu Đồng. Với bối cảnh bộ phim diễn ra vào thời Đường. Sau khi lên sóng, dù bộ phim nằm trong nhóm phim chiếu mạng kinh phí thấp, nhưng lại bất ngờ thu về lượt xem khủng, đem lại độ nhận diện lớn cho cặp nam nữ chính. Sau khi hợp tác cùng Vương Ngọc Văn trong Cửu Châu Thiên Không Thành, thì Vương Tử Kỳ từ vai phụ đã trở thành nam chính của Vương Ngọc Văn trong bộ phim hiện đại Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân. Phim truyền thể dựa trên tiểu thuyết Tổng Tài Hào Môn, Khế Ước Kết Hôn Chớp Nhoáng của Tổng Tài, nói về câu chuyện tình cảm đầy trắc trở của Cố Hề Hề và công tử nhà giàu Doãn Tư Thần. Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân đã chính thức phát sóng trong năm 2021 và giúp Vương Tử Kỳ trở thành gương mặt nam thần mới của nền giải trí Hoa ngữ. Cũng trong năm 2021, Vương Tử Kỳ tham gia Ngọc Cốt Giao. Cũng từ đây xảy ra mối tình chớp nhoáng cùng nữ diễn viên Vương Sở Nhiên. Trong quá trình ghi hình cho Ngọc Cốt Giao, Vương Tử Kỳ bị bắt gặp hẹn hò tình tứ cùng Vương Sở Nhiên. Cả hai thể hiện tình cảm từ phim trường cho đến đời thật. Thế nhưng rồi cuộc tình này cũng chóng vánh và khép lại chỉ sau vài tháng. Sau sự thành công của Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân, Vương Ngọc Văn và Vương Tử Kỳ tiếp tục nên duyên với bộ phim ngôn tình hiện đại Tình Yêu Dành Cho Em. Bộ phim ngôn tình hiện đại Tình Yêu Dành Cho Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thi Định Nhu. Bộ phim ngôn tình hiện đại Tình Yêu Dành Cho Em với sự tham gia của dàn diễn viên Vương Tử Kỳ, Vương Ngọc Văn, Lý Xuyên, Mã Tâm Thụy, Trần Hâm Hải và nhiều diễn viên khác. Phim lên sóng trên Tencent vào ngày 24 tháng 4. Hy vọng cùng với vẻ ngoài đẹp trai và kỹ năng diễn xuất sẽ giúp tên tuổi của Vương Tử Kỳ tiến xa hơn trong ngành giải trí Hoa ngữ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.